Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 cho đến nay thì thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận khác như là Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng phải chịu 4 trận mưa đá và lốc xoáy. Rau xanh và hoa màu cũng bị hư hỏng nặng và dẫn đến thiếu hụt nguồn cung ra thị trường trong thời điểm này. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay có khoảng 200 hectare rau củ các loại bị hư hại hoàn toàn, khiến sản lượng rau sụt giảm xuống 800 tấn. Giá các loại rau lá như xà lách, cải thảo, bó xôi, tần ô đã bắt đầu tăng giá mạnh từ 10-40% so với thời điểm trước đó một tháng. Dự báo từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho thấy giá rau sẽ tăng đỉnh điểm ở mức 50% so với đầu tháng 4, sau đó giá dần bình ổn trở lại vào khoảng cuối tháng 5 năm 2015. Bên cạnh diện tích hư hại ngay thời điểm xảy ra mưa đá, lốc xoáy, có một diện tích lớn nông sản hư hại dần sau thiên tai một thời gian từ 15-30 ngày. Điều này khiến sản lượng nông sản bị sụt giảm kéo dài và giá cũng sẽ tăng trong thời gian tương ứng. May mắn là giá nông sản sẽ hạ nhiệt dần khi diện tích nông sản xuống giống vào cuối tháng 3 vừa qua ở những khu vực không bị ảnh hưởng của thiên tai cho thu hoạch.